Nếu về chút lời áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu xa sanh tội đứng đầu giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân tình. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân xa vào địa ngục trả dần tôi thương.